đây cực kỳ là mắc. Đau quá. Chú ở bên đây á cực kỳ là thích. Hi Mason. Hôm nay mấy mẹ con em sẽ đi lại bác sĩ về răng cho Mason để nhổ không mà cô chú. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em đi. Hẹn em thì là 10 giờ. Rồi bây giờ ông bà cô chú anh chị đi cùng mấy mẹ con em nha. Trên xe thì có hai anh chàng nhỏ. Em mình sẽ bấm lên thang máy mà bấm là 1 để 3. Sau khi Mason vào đây xong á thì Mason ngồi đây á đợi để cho họ kêu tên. Mason. À. Mason. Chỗ này là chỗ khu vui chơi cho con nít nè, khi em bé lại đây khám răng á ông bà cô chú. Hai anh em ngồi đây chơi sau khi đợi bác sĩ kêu. Ở trên lầu mình nhìn xuống là những chỗ đậu xe của khách đó mà cô chú. Và đừng lộ ngoài. Đó. Mình sẽ vào cái phòng này để cho một hồi á, bác sĩ sẽ đưa cái thuốc cho Mason uống á, ông bà cô chú. Rồi sẽ giống như là ngủ, giống như là không có ngủ mê mà ngủ một chút thôi. Và trong đây họ có một cái tivi nè cho con nít coi á, ông bà cô chú. Và đây là thuốc để cho Mason uống để nằm nghỉ một chút giống như là ngủ ông bà chú. Giỏi quá ta ơi. Lần đầu tiên Mason được ăn kẹo mà kẹo này của bác sĩ đưa cho nên á em ăn vô em thấy nó cô không có ngọt mấy. Ngon không con? Dạ ngon đúng rồi. Và chỗ này bác sĩ kêu em ngồi đây đợi Mason nhổ răng ra và dặn dò em về cho con em ăn uống cái gì. Sau khi Mason nhổ răng ra xong thì bác sĩ sẽ kèm Mason đi ra ngoài về. Khám bác sĩ về rồi thì em sẽ ghé vào Starbucks em có order một cái ly nước này em uống. Mason, con muốn tháo không tháo đi. Bây giờ găng của Mason á ông bà cô chú, căn cửa thì có không còn để che gió che mưa rồi thì bây giờ nói chuyện hơi cà đớt. Cho nên nói chuyện nước miếng văng hay không. Tí mình sẽ gặp lại sau nha bà cô chú ơi. Hôm nay em đi qua nhà của chị em á, đi ăn ké bánh hỏi với heo quay. Thì em sẽ ra đây em sẽ hái một miếng rau để mình vô nhà mình ăn cùng với heo quay nha bà cô chú. Đây vườn rau của chị em cực kỳ là tươi luôn. Mấy năm rồi á, mà không có phân bón gì hết không bà cô chú. Nhưng mà nó vẫn ra tươi tốt luôn. Ồ, nhiều lắm nè. Nhất là em cực kỳ em thích ăn cái rau này luôn nè. Rau này để ăn cái bún mắm cực kỳ là ngon. Rau này là rau thơm nè. Dài rau gấp cá nè ông bà cô chú. Gấp cá đây em bẻ cho coi. Nó bự mà nó tươi ơi là tươi. Với lại rau húng lủi nè. Đó, thì mình đi vòng vòng theo em nè. Trời ơi, cực kỳ là ngon luôn. Đó. Cái này á là mỗi năm cứ ăn hoài luôn ông bà cô chú. Mỗi lần mà trời mưa xuống là lại càng tươi. Ngày xưa chị em chưa trồng á là em trồng cái rau này giùm cho chị em nè. Cực kỳ là nhiều luôn bởi vì em thích ăn á. Tại ngày xưa em hay qua đây ăn ké rau á. Cho nên em thích cái rau này dữ dằn luôn á. Thôi chị em bẻ tiếp đây ông bà cô chú ơi. Mình bẻ rau giúp cá kìa. Giúp cá ha. Ủa, có, rau ơi. Này ở Việt Nam kêu bằng rau gì biết không? Rau này hả? Rau cần nước. Cần nước, xào thịt bò. Hồi bữa nhà em á không có rau này nhưng mà chị em á thì có người quen á là rau này á, nó hiếm có bên đây á, rồi chỉ đem về nhà chồng em qua em lấy được miếng mà bây giờ nó nổi lên khên luôn. Mà có một cái rau này á nó khó bên đây thiệt nhưng mà nó không có ăn không ngon bằng kiểu Việt Nam. Việt Nam á ông bà cô chú nó rất là ngon, nó không có già, nó non. Còn ở đây nó hơi bị già xíu. À, nó lên nó mọc ra. Trời cái ơi, nó già cá ơi chứ không phải là mà
mà mấy cân rau này không phải nói chứ nó ngu thiệt á, không không có phân bón mà nó ra dữ ăn luôn á. Người tốt trồng rau tươi tốt. Thiệt luôn á, cái này mình khỏi cần mình ra chợ á, mình khỏi thì cần ăn là bữa giờ nè, ăn rau cuốn nè, cá chiên xù, cuốn bánh chén nè. Thì bởi vì Trang cũng xếp tiền để không mua mấy cái loại rau này ha. Uh-huh. Ăn hoài lên hoài. Mùa hè thôi, mùa đông là nó chết hết, tự nó mọc lên á. Trồng nhà với rau buôn ngoài chợ nó khác nhau cái điểm nào? Thơm dai. Chính xác. Và ăn nó cực kỳ là ngon luôn. Ăn thơm mà giống cái mùi đúng của Việt Nam. Còn ở ngoài chợ mua về ăn nó không có thơm. Đúng rồi. Những ngày mà ở đây mà nhiều khi mùa đông sâu rất là nhiều nha. Mùa đông nó hết rau á. Cái nó tự đi ra phải ăn phải ra ngoài mua á. Nó không có được ngon như vậy. Còn rau diếp cá nè. Trời ơi, rau bọc kia dữ dằn luôn á. Đã đã ha. Bữa chị cặt hai bọc rồi nhớ không? À, mẹ bữa nói nay nó mọc nữa. Mẹ nói nhà chen rau nhiều em đâu có tin. Trời ơi, em cứ tưởng thôi nó ra. Rau này nấu nồi bún nước mắm, bún nước lèo Cà Mau. Đứng gần nó thơm. Uh-huh. Ngon nước cá quá trời luôn á. Nhà chen thiệt á. Mốt qua hai đứa giếp cá cho tôi này ăn nè. Đúng rồi. Tôi này thích giếp cá nè. Nhất là ăn con cá bông lau nướng á ha. Uh-huh. Hai. Nhưng xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nô Rồng Nguyễn Daily và Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay em có chở con em đi ra ngoài để nhổ răng, thì em ghé qua anh của em chị em để anh ghé một món là heo quay cuốn bánh hỏi. Mời ông bà cô chú ăn cùng gia đình em nha. Mời anh mời chị. Cái heo quay này nè ông bà cô chú, tại vì chị của em đang rửa rau á, mà cái heo quay này á nướng mà quên dở nó hơi khét, lo hái rau xong rồi lo rửa rau. Quên heo quay làm cho hơi khét mà vẫn còn ngon nha. Rồi sáng này á em có chở con em á đi ra ngoài ở ngoài bác sĩ lên nhổ răng á bà cô chú, tại hồi bữa em có hẹn rồi cho nên á là hẹn của em là 10 giờ thì em sáng thức tới là 8 giờ em đã đi rồi, cho nên á con nhà mình á không phải chồng á. Cho nên sáng nay á em có đi sớm nhưng mà em đi á là lúc đó lợi đợi cũng phải đợi nữa, con em thì nhổ hai cái răng trước rồi mấy cái răng ở trong đây nè, rồi răng đây là sẽ chám. Sau đó em chở con về rồi xong cái em đi qua chị em ăn bánh hỏi heo quay luôn. Bị cái gì? Con medicine á bị là giống như ăn kẹo hay là uống sữa, nhiều khi á mình đánh răng rồi mình giống như là những lúc mà uống sữa mình quên cho con mình uống nước á hay sao nó bị sâu răng. Cho uống nước tráng miệng gì? Sâu răng rồi sáng nhổ mấy cây? Nhổ như 4 cây á, 3 4 cây chám nữa. Nhưng mà bên đây thì nó bị giống như là nó nhổ lấy tỉ sâu luôn. Như nãy do cho coi nhét cái gì anh? Chụp rau, chụp là bảo vệ. Để vô rồi á là bác sĩ nói để cho mai mốt á cỡ 3-4 năm á là răng của thằng Mason á nó mọc á thì nó không bị lõm chồm nó không có phải là vậy mọc. Bây giờ nó không còn thay răng nữa, còn nó mọc lớn lên rồi mọc lớn lên quá mọc lên luôn. Bây giờ nó là lõm chõm rồi, nó bị quẹo. Đúng rồi. Cho nên bác sĩ nói là cái đó để vô hàm răng con em là cỡ 3-4 năm mới được tháo ra, bởi vì 3-4 năm nó mới răng mới ra. Nhưng mà ông bà cô chú ở bên đây á cực kỳ là thích là mình đi khám bác sĩ á ở bên đây, giống như ba mẹ nào á mà làm á thu nhập không có được cao á thì mình cũng có thể mình đi vô bệnh viện được, bởi vì là bên đây ở chính phủ hỗ trợ cho cái bảo hiểm cho mình nếu như ba mẹ không làm cái lương cao. Còn nếu như ba mẹ bên đây mà lương cao á thì bắt buộc phải mua bảo hiểm chứ không có được chính phủ cho. Nếu như là lương cao á làm hãng á làm công ty á thì mua bảo hiểm. Còn nếu mà trong bảo hiểm của công ty làm hãng đó thì nó có răng chung luôn. Còn nếu mà bảo hiểm mà mua bình thường á, mình không áp cho người bình thường mua của Obamacare hay của cái bình thường á thì không có áp vô, quan trọng mình áp mình bỏ vô thì mình sẽ trả hàng tháng mắc hơn. Còn nếu như vậy á mình không áp vô mà mình lỡ mà mình có gì mình đi á thì mình trả tiền mặt rất là cao. Đúng rồi.
nhưng mà ông bà cô chú biết là làm răng ở bên đây cực kỳ là mắc. Nó có hai dạng loại răng, giống như răng mình làm về thẩm mỹ, răng nó giống như mình làm trắng hay là mình làm răng sứ á, cực kỳ là mắc. Còn nếu mà răng làm do cho medicine không bà cô chú, mà răng giống như làm cho tức là sao sức khỏe á, giống như sức khỏe con nít hay người lớn nhổ răng á, thì cái đó là dạng rất là cũng là thẩm mỹ, mà dạng như cái đó không phải là mắc tiền nhiều hơn là cái làm răng sứ bên đây cũng là đó. Mà nếu mà đụng tới về răng cực kỳ là mắc luôn. Con chị nó cũng có bảo hiểm như chết định kỳ. Mà sáng nay á, bảo hiểm của em á, đem đưa cho người ta thì người ta nhận, cũng không có được giống như không có trả tiền cho nên đỡ cái đó. Chứ kiểu này tiền không á, phải nhiều tiền á. Mà mấy sinh sáng là nó chích thuốc tê là nó kêu mê. Giống như là sáng mà sinh vừa vô, họ sẽ hỏi con mình tên gì, con mình nói xong cái họ kêu mình ngồi đó để đây một hồi. Y tá ra kêu con mình vô, kêu vô thì họ kêu con mình nó xà là giống như căng ký, hỏi là bữa giờ con mày có uống thuốc gì không, sợ bệnh rồi rồi sẽ không có đủ sức để người ta lấy mấy cái cây răng mổ ra mổ thì xong cái bắt đầu hồi bữa giờ mày sinh cũng có uống thuốc mà cũng có bệnh nhưng mà chắc cũng không có mệt mấy hay sao á, thì bác sĩ cho lấy răng ra thì đi vô chổng mấy không. Bác sĩ cho mình á, cái nước á, là bác sĩ nói là uống vô ở chừng cỡ 5-10 phút thì sao á, là mình uống vô nó sẽ giống như nó làm cho mình buồn ngủ, nhưng mà không phải là mình ngủ, buồn ngủ mình vẫn biết á. Thuốc mê á? Uống xong cỡ một hồi á, mày xin nó nằm nó lóc đùi xong rồi bác sĩ vô. Bác sĩ kêu mình á, dắt thằng mày xin đi qua bên phòng bên kia. Nó nằm lên cái băng ca hả, ở bên Mỹ hả, nó cuốn mấy cái kia vô tái trơn luôn. Rồi nó cho cái kiếm nhìn lên trên chừng nhà đó. Rồi không biết sao làm xong cái này em buồn ngủ quá, bác sĩ kêu qua bên phòng nãy mày xin đợi đó, em nằm á hả họng em ngủ quá xong nó kêu xong kêu cái kêu xong qua cái bác sĩ kèm mày xin ra mày xin tỉnh kèm mày xin ra mày xin khóc hình như là còn đau hay sao á. Tính răng nít ở đây cũng sướng mà răng họ chăm sóc từ nhỏ kỳ cuốn luôn á. Với lại á, răng bên đây á mà có bảo hiểm mà về chính phủ á là mình được ưu tiên cái thuốc á, thuốc cực kỳ là tốt luôn. Cảm ơn. Cực kỳ là tốt luôn. Cho nên đó những ai cô chú anh chị nào ở bên từ năm qua mà không có vô bảo hiểm á, là xin Medicare của chính phủ á mình được thuốc. Bởi vì con nít mình đây sướng quá ha. Mình không có làm cái gì á, mình không có tiền đi chợ thì người ta cho mình cái thẻ để cho ở trong đó có tiền á, để mình cài vô để mình đi chợ. Thích tiền á? Dạ. Bởi vì mỗi một cái đất nước, mỗi một cái chế độ riêng ha. Nhưng mà chỗ nào cũng tốt hết. Anh ăn nữa anh. Đậu. Đúng. Từ ở trên nhà em chạy lại răng ngay chỗ nhổ răng coi em á. 30 mấy phút á. Ba mấy phút là lúc chưa có kẹt xe. Mà sáng sớm không? Em thức 8 giờ. Em lo giữa sinh cho hai đứa. Hạn là 12 giờ rưỡi nhưng mà mình phải có mặt đó 10 giờ để nó làm cái gì thủ tục gì đó. Được nghe mình loại đẳng mình cũng phải ngồi đợi đó ông bà cô chú, mình phải đợi chứ không phải là mình có hẹn là mình phải vô liền, không có. Hẹn ngồi đó đợi đi. Để kêu tên đọc vô rồi xong. Oh wow. Hôm nay chị em á chở cho cháu em á là đi lãnh thưởng lớn cái gì Kim Anh? Lãnh thưởng là học sinh giỏi. Học sinh giỏi để ra trường để mai mốt vô lớp khác hả? Rồi xong. Chuẩn bị nghỉ hè là xong lớp 1, xong rồi chuẩn bị đi. Mùa hè xong rồi đầu tháng 8 đi học lớp 2. Mai mốt không bà cô chú?
con của em á học cái chỗ mà của con của chị em luôn, bởi vì là để làm gì cho tiện đường cho là cháu em với lại con của em luôn. Ở nhà có bà ngoại đó. Ừ, có bà ngoại đó mà ở bên đây không bà cô chú. Em bé học á là lúc mà đi về phải có người đưa đón, chứ không phải giống như kiểu Việt Nam mình là em bé muốn về về không sao á, đúng không? Còn ở bên đây á là còn nhỏ tuổi có đúng giờ về không có người đón thì được, nếu không đón thì phải có người lớn á ở ngoài đó, dưới 12 tuổi hay sao á. Ừ. Có người ở nhà đón, còn không có ở một mình được. Dưới 14 tuổi, nó dưới 12 sao chị nhớ tuổi. Video của em xin kết thúc tại đây nha. Hồi sáng giờ hai mẹ con em thì cũng đi ra ngoài bệnh viện để làm răng thì em cũng đã quay cho cả nhà xem rồi. Thì bây giờ em và con em sẽ đi về. Em cảm ơn tất cả ông bà cô chú anh chị đã xem video của em nha. Và nhớ đăng ký cho em một cái like và chia sẻ và comment ở dưới video của em. Và mai mốt em có ra mấy cái video mới mẻ về cuộc sống, quý ông bà cô bác anh chị coi nha. Và bây giờ em nói lời xin chào tạm biệt. Bye bye, bye, bye.